Chào mừng các bé đã đến với kênh Con Vật Cute. Dạy bé học nói qua hình ảnh con vật quen thuộc. Cá thần tiên. Cá thần tiên. Đây là cá thần tiên. Con cá thần tiên. Đây là cá thần tiên. Con cá thần tiên. Cá thần tiên. Cá thần tiên. Con cá thần tiên. Cá thần tiên. Con ếch. Con ếch. Đây là con ếch. Con ếch. Con ếch. Con ếch. Con khỉ. Con khỉ. Đây là con khỉ. Con khỉ. Con khỉ. Con khỉ. Con cá mập. Con cá mập. Đây là con cá mập. Con cá mập. Con cá mập. Con cá mập. Con cá mập có hàm răng sắc nhọn. Cá mập là loài cá nguy hiểm. Cá chép. Cá chép. Đây là con cá chép. Cá chép. Cá chép. Con cá chép. Con cá chép. Con cá chép. Cá thần tiên. Cá thần tiên. Đây là cá thần tiên. Con cá thần tiên. Đây là cá thần tiên. Con cá thần tiên. Cá thần tiên. Cá thần tiên. Con cá thần tiên. Cá thần tiên. Con ếch. Con ếch. Đây là con ếch. Con ếch. Con ếch. Con ếch. Con khỉ. Con khỉ. Đây là con khỉ. Con khỉ. Con khỉ. Con khỉ. Con cá mập. Con cá mập. Đây là con cá mập. Con cá mập. Con cá mập. Con cá mập. Con cá mập có hàm răng sắc nhọn. Cá mập là loài cá nguy hiểm. Cá chép. Cá chép. Đây là con cá chép. Cá chép. Cá chép. Con cá chép. Con cá chép. Con cá chép. Cảm ơn các bé đã xem video. Hãy nhấn đăng ký để xem thêm nhiều video mới hơn nhé. Chào tạm biệt các bé.